nhận định soi kèo nữ Canada với nữ Ireland 19 giờ ngày 26 tháng 7. Tuy không để thua trong trận đấu mở màn của mình tại vòng chung kết World Cup nữ 2023, nhưng thẳng thắn mà nói với việc để cho một đội bóng được đánh giá yếu hơn rất nhiều như nữ Nigeria cầm hòa, thì kết quả đó không khác gì một cú tát vào mặt người hâm mộ mà tuyển nữ Canada đã mang đến. Một trận đấu mà các học trò của huấn luyện viên Ben Bryman đã cho thấy sự kém duyên trong khâu ghi bàn, khi mà trong tổng 14 lần ra chân của họ thì chỉ có đúng vỏn vẹn 2 lần bóng đi trúng đích. Thậm chí khi đã được trao cơ hội ghi bàn trên chấm penalty thì nữ Canada cũng thực hiện không thành công. Dẫu vậy, đó vẫn chưa phải là dấu chấm hết đối với đội bóng của huấn luyện viên Ben Bryman khi mà họ vẫn còn đó đến 2 trận đấu. Và trận đấu với nữ Ireland sẽ là cơ hội không thể nào tốt hơn để nữ Canada mang về chiến thắng đầu tiên cho mình. Cần biết, đây là trận đấu mà bắt buộc họ phải thắng, bởi nếu như chỉ có kết quả hòa thì cơ hội đi tiếp của đội bóng đến từ xứ sở lá phong là không nhiều, khi mà ở trận đấu cuối cùng họ phải đối đầu với đội bóng khó chịu như đội chủ nhà Úc. Phía bên kia chiến tuyến, tuyển nữ Ireland cũng vừa khiến cho người hâm mộ của mình thất vọng không kém khi họ đã để thua trước tuyển nữ Úc với tỷ số tối thiểu. Tuy nhiên, người ta vẫn cảm thông cho họ phần nào đó, bởi đây chỉ là lần đầu tiên trong lịch sử mà tuyển nữ Ireland có mặt tại một vòng chung kết World Cup dành cho nữ. Đó là chưa nói đến việc đội bóng của huấn luyện viên Verapa đã phải thi đấu dưới sức ép của hơn 7 vạn khán giả có mặt tại Sydney, nên một kết quả như vậy cũng không có gì đáng nói. Tuy nhiên, với việc đã phải nhận lấy một trận thua, thì ở trận đấu với nữ Canada hay nữ Nigeria ở lượt cuối cùng đều bắt buộc nữ Ireland phải giành lấy chiến thắng nếu như muốn tiến xa hơn ở đấu trường này. Một nhiệm vụ sẽ chẳng dễ dàng gì đối với thầy trò huấn luyện viên Verapa khi mà ở bên kia sân là một trong 7 đội bóng mạnh nhất của bóng đá nữ ở thời điểm hiện tại. Soi kèo nữ Canada với nữ Ireland. Mặc dù phong độ thi đấu của nữ Canada ngay lúc này đang rất tệ và tỷ lệ thắng kèo của họ cũng đang khá hạn chế với 2 chiến thắng và 4 trận thua kèo trong 6 trận đấu gần nhất. Nhưng với việc tỷ lệ kèo châu Á trong trận đấu này chỉ đang dừng lại ở mức nửa một thì sẽ rất mạo hiểm nếu như anh em đặt niềm tin vào nữ Ireland. Đừng quên, dù sao thì đây chỉ mới là lần đầu tiên mà đại diện của châu Âu có mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho nữ. Nên với một kèo chấp không quá sâu như hiện nay thì tuyển nữ Canada vẫn là đội bóng chiếm ưu thế nhiều hơn. Soi kèo tài xỉu nữ Canada với nữ Ireland. Hiện tại, các sàn giải trí đang mở tỷ lệ tài xỉu cho trận đấu này ở mức 2 trái 2 trái rưỡi. Dẫu cho đây là tỷ lệ tài xỉu khá thấp khi có sự góp mặt của hai đội bóng rất chênh lệch, nhưng kết quả ở trận này phần lớn khả năng sẽ không có quá 2 bàn. Cần biết, trong những trận đấu gần đây của nữ Ireland thì họ chỉ mới phải nhận lấy một trận thua đến 3 bàn thắng, còn lại 4 trận thì không có trận nào đội bóng này để thủng lưới quá 2 bàn. Đó là chưa kể trong số đó nữ Ireland có đến 2 trận giao hữu với nhà đương kim vô địch Mỹ, qua đó có thể thấy mặc dù hàng công của nữ Ireland thi đấu không quá sắc nét, nhưng chính lối đá thực dụng đã khiến cho họ không phải nhận lấy quá nhiều bàn thua. Và đây cũng là cơ sở để kết quả ở trận này về xỉu ở kèo 2 trái 2 trái rưỡi. Dự đoán kết quả nữ Canada với nữ Ireland. Dự đoán tỷ số 2-0. Dự đoán tỷ lệ châu Á, nữ Canada chấp nửa 1. Dự đoán tỷ lệ tài xỉu, xỉu 2 trái 2 trái rưỡi.